Trên đời đi qua có một chị gái độc giải để xin phép ngọc châu cho tập đoàn Vinh Quang và còn các chị đều độc giải nữa từ phía chị đang đứng ở sân khấu để kiểm tra và nếu không còn ai em xin phép cho tập đoàn Vinh Quang và ngồi thắc mắc phía này về sau không còn được giải quyết. Chị ơi, một tối hứa nha, nhớ lịch sự kiên trì nha. Hai có ngày mai em chặn đường luôn à. Có một cái nữa và cái đội tiếp theo thì các chị em chơi cháu mày thì cái gì tham gia trong nhiều dòng người mới và ông cho xin phép bắt đầu mấy điều số cho một lời ba heo hai chục năm triệu đúng rồi em được bao nhiêu và dòng lời mới này thì các chị nào chưa vé thì tham gia tham dự anh chị ơi và cuộc trò chuyện tiếp của anh chị lần đầu để bắt đầu tiêu số dòng lời tiếp theo. Anh có cần người yêu anh? Anh có cần người yêu anh? Jesus Christ, great.